Trọng nhồi máu cưa tim, ông trưởng ra tù, bà Sinh tới xin lỗi. Vậy là cuối cùng thì đau đớn của kẻ này là niềm vui của người khác. Nghĩa đã phải giơ tay chịu trói, thừa nhận mình là người đứng sau vụ hối lộ khiến ông trưởng vào tù. Để rồi ông trưởng đã quay trở về đoàn tụ hạnh phúc, được bế đứa cháu ngoại trên tay đầy xúc động. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cô Tuyết chạy xuống, cánh cửa hé mở, bước vào là bà Sinh, ánh mắt đầy ái ngại, ngượng ngùng. Tôi chào ông, chào bà. Ông trưởng và bà Lan quay lại đầy bất ngờ. Bà tới đây làm gì? Cô Tuyết, tại sao lại để cho bà ta vào đây? Đuổi bà ta đi. Tiếng bà Lan vang lên. Thôi Hạ Lan, dù sao thì cô Sinh đây cũng là thông gia, giờ cũng là bà nội đứa bé, mời bà vào uống nước. Tiếng ông trưởng vang lên ôn tồn. Bà Sinh rón rén ngồi xuống, ánh mắt ái ngại. Thú thật với ông bà, hôm nay tôi đến đây là muốn xin ông bà thăm cháu. Thứ hai là tôi muốn đến để gửi lời xin lỗi tới ông trưởng. Bà còn mặt mũi tư cách đến đây nữa à? Vẫn là tiếng bà Lan nghiến răng. Hạ Lan. Ông trưởng quay sang nhìn bà Lan rồi quay lại. Vâng, cảm ơn bà. Bà nói đúng, tôi không có tư cách gì để gặp ông bà. Nhưng con dại thì cái mang, giờ cháu Nghĩa nó cũng phải trả giá cho những gì cháu nó đã gây ra. Cũng chỉ mong ông bà nhận thôi một lời xin lỗi để tôi được thấy bớt đi phần nào áy náy trong lòng bấy lâu nay. Bà Sinh quay mặt lau đi dòng nước mắt đang chảy trên má. Thế này cô Sinh ạ, tôi cũng rất lấy làm tiếc. Thú thực thời gian qua trong trại giam tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Năm ấy cái chết của chồng cô cũng một phần là do lỗi ở tôi. Mặc dù tôi không trực tiếp khiến cho ông ấy ra đi, nhưng phần nào đó cũng khiến ông ấy suy nghĩ mà hành động như vậy. Việc cháu Nghĩa nó thù hận tôi cũng rất lấy làm tiếc vì sự hiểu lầm này. Giờ đây, dù sao mọi việc cũng đã qua rồi, chúng ta là bậc làm cha làm mẹ. Tôi nghĩ đã đến lúc dừng lại mọi ân oán ở đây để cho các con, các cháu sau này không phải sống vì những sai lầm của bố mẹ nữa. Ông trưởng trầm ngâm. Vâng, cảm ơn ông. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ mong có được một lời này của ông, bà là tôi đã thấy nhẹ nhõm biết nhường nào. Còn chuyện cháu nội, chúng tôi không ngăn cấm quyền của bà và của cháu. Bà có thể gặp cháu bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ cháu nó cũng sẽ rất vui khi được gặp bà đấy. Thật không ạ? Ánh mắt bà Sinh sáng lên đầy mừng rỡ. Vậy thì đội ơn ông bà, tôi không biết nói gì hơn lúc này cả. Bà Sinh lại khóc nấc lên từng tiếng.